Đến trạng sáng qua, một lượng bùng đất lớn đổ ra quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Đồng Nai, khiến nhiều người đi xe máy ngã sóng xoài, đã được lực lượng cảnh sát giao thông dọn sạch. Đây thực sự là hình ảnh rất đẹp về lực lượng công an. Sau cơn mưa tối hôm trước, một lượng lớn bùng đất chưa rõ từ đâu đổ trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Suối Tre, thành phố Long Khánh. Lượng bùng đất lớn có độ dày khoảng 10cm, kéo dài hơn 50m trên quốc lộ 1. Do buổi tối trời mưa khiến lượng bùng đất loan ra diện tích rộng nhiều xe máy đi qua đây đã dính lầy rồi té ngã. Ngay sau đó, hai cán bộ cảnh sát giao thông trạm suối tre thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai đã dầm mưa dùng xẻng xúc lượng bùn đất đưa vào lề. Sau đó, một số công nhân tới thu gom số bùn đất dời đi nơi khác. Đến rạng sáng hôm qua, hiện trường được giải quyết, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông.